Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp bản chia tổng giải thưởng là 15.000 top cần có kỳ loại EAS các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần lý xem link mô tả dưới video mở link phong. Thì dự án này nó chạy trên nền tảng của Polygon Matic các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên bằng follow EAS Twitter của nó các bạn. Trên Twitter các bạn theo dõi này các bạn. Sau đó các bạn bật up lên nào. Sau đó con follow kênh tờ Twitter thứ hai của nó nè. Rồi các bạn theo dõi các bạn. Bạn bắt đập lên nè. Tiếp tục retweet post. Và tan ra người bạn của mình vào các bạn. Tan ba người bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn nhận như tweet nè. Các bạn tan ba người bạn mình vào các bạn. Rồi các bạn tweet lên. Sau đó bạn bắt đập lên nè. Sau đó các bạn like và retweet bot bài thứ hai của nó cái nữa nè. Like nè, chỉ dẫn cho tweet nè. Các bạn tweet lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn join kênh Telegram group nữa nè. Rồi trên group nữa các bạn join xào nha các bạn. Phan đây mình chờ, rồi các bạn bấm vào click hem Stuman nha các bạn. Rồi các bạn xôn xào luôn đây không đi. Rồi tiếp tục con web up lên nè các bạn. Rồi tiếp tục con xôn tiếp kênh channel luôn nè. Rồi các bạn xôn xào nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một sau khi bạn xôn xào xong thì các bạn bấm vào một Red Verify, bạn bấm Start nha các bạn. Năm nhân chín bằng 14 đi. Thử được không ta? Bấm vào Verify lên nè các bạn. Start đi. Rồi bấm I have joined account Gapply. Lưu cập tra 9545 chứ. Như chứ bot. Ui tài. Mình bỏ cái kênh Telegram kia, mình join lại kênh Telegram này các bạn. Các bạn join tiếp kênh channel thứ hai của nó nè các bạn. Các bạn join xào nha các bạn. Sau đó các bạn bấm vào Red Ta nè. Bạn bấm Start nè. Ủa số kỹ ta. Ok, nó kêu bạn xem qua website nó thôi các bạn, không có sao hết các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ username Telegram của tất cả bạn đã xôn xao góp thì bạn nhấp vào ba cánh cùng nè. Các bạn vào setting nè. Copy username mình nè, à cộng anh 54 số 2. Các bạn gửi vào đây nè. Ôi. À cộng anh 5 số 2 nè. Tối này view sao mà quán gì ta, làm kỳ quá. Rồi dòng đầu tiên thì bạn điền username tại Twitter mình nha các bạn. Dòng lộn chữ hoài. Rồi dòng thứ hai thì username Telegram của tất cả các bạn đã dành cho những group của các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nè. Rồi sao nó kêu dùng username tại Twitter cái nữa ta. Thôi kệ, nếu còn sao thì mình điền lại vậy nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn submit địa chỉ Polygon Matic. Thì các bạn dùng địa chỉ ETH trên dưới MetaMask của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH của mình nè. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn bấm vào Enter Wallet nè các bạn. Ok. Ok các bạn join gì nó gỡ dòng chữ như gì thì nó nói biểu mẫu bạn đã gỡ thành công các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng 15.000 top căn IAS trên đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo tụi nhé.